Trước tiên thì mời các bạn uống nước. Uống nước nha, hút một cái thuốc với mình. Mời các bạn uống nước. Trà ngọt quá. Sáng thì cứ trà mấp với thuốc đơn giản vậy, thanh thản khỏi cà phê. Rồi hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xài với bô, mình cũng học hỏi thôi chứ mình cũng không gành gì, tự nhiên mình biết được, nhưng mà chia sẻ lại cho bạn nào mà đang xài với bô á. Xài xăng, mua xăng lần này nó hiếm lắm, khi địa phương mình không có xăng nó phải đặt trên mạng mà nó đắt đỏ thì tiền ship. Nhiều khi mình hết xăng rồi mình chờ đợi xăng về thì nó lại lâu, cho nên mình hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn biết cách mình xăng của mình như thế nào để mình xài khỏi phải tốn chi phí cao. Mình xài con này là con 1941. Hình nó bầu dục, nó sẽ sò chỉ, sò rỗng, lửa lên rất đẹp. Mình cũng xin chia sẻ cho anh em biết, xăng lúc trước trời ơi, mình xài thôi, mỗi lần hết xăng, mỗi lần mà xăng hết rồi đặt trên mua online đó, nó lâu. Thời gian mình thì nghiện nghe cái tiếng zip búng ra tắt tắt bậy bọp bọp nghiện, nên nhiều khi mình chai xăng mình xài nói chung thì cũng hơi lâu, mà tầm có khoảng hiện thời đại bây giờ là mua có khoảng có chỗ có shop bán 60, có shop bán 80, nó là tiền ship, nó phí ship mình về nó mất gần như 100 mấy, là chỉ có một lon thôi, nó mà trong khi chờ đợi cái đó thôi. Bây giờ là chỉ cho anh em, nhưng mình cũng từng học hỏi với trên mạng thôi chứ mình cũng không có gần gì ấy, nên mình mới biết là xăng á, xăng xe của mình á, xăng 95 á, nó xăng để mình đổ vô xe gắn máy mình chạy hoặc là máy đu tôm á mình chạy đó, khi bằng xăng á, xăng xe đó. Các bạn mua về nó chỉ cần xỉ xăng thôi, mình xài dám có cả năm luôn. Nó còn cái mình mua cái lon á, cái lon xăng kia chỉ có 125 ml hay gì, mình nhớ không nhầm là như 125 ml hay gì, nó làm về các bạn xài có khoảng chừng tầm 3 tháng là nó sẽ hết, mà xài nhiều quá thậm chí không hết nữa, thậm chí nó mau hết nữa chứ, xin lỗi. Cho nên mình chia sẻ cho các bạn, mình đã từng làm là mình đang xài đó, là mình dùng cái chai nước suối á các bạn, cái chai nước suối mình cắt ra làm đôi, mình lấy cái phần miệng ở trên mình quay lại, mình lấy cái mũi kéo hay mũi chĩa gì đó mình xoáy ở dưới lòng đít đem lên cho nó có những cái lỗ tia tia đó, rồi mình lấy cái khúc đít bị cái chai mình cắt làm hai đó, mình lấy khúc đít mình thử, còn lấy cái khúc ngọn ở đầu của chai mình vùi cái nắp mình dặn chặt lại, mình chổng nó xuống, úp nó xuống để làm cái quặng luôn đó các bạn. Rồi xong cái mình mới là để một lớp bông gòn ém vòng vòng cái miệng đít tới dưới, rồi một lớp cát nó nằm ở phía trên, rồi thêm một lớp bông gòn đó, nó nằm ở phía trên lại, rồi thêm một lớp cát ở trên cái nữa. Rồi xong cái các bạn mua xăng về đó chỉ cần 5.000 xăng thôi, hoặc 10.000, 5.000 đồng các bạn xài giống có cả khoảng 2 năm đó, rồi các bạn mới đổ xăng lên trên cái quặng vừa chế nãy đó, là tự nó sẽ nhiễu từng giọt xuống cái đít chai mình thứng đó. Nhưng mà các bạn nhớ vệ sinh chai cho sạch sẽ, đừng cho để nước đâu là nó còn động ở dưới đít chai nha, là nó ảnh hưởng nó giúp mình nè. Mình lại vệ sinh phơi cho khô rồi cắt mình đâu đó mình làm đàng hoàng đó, mình đổ xăng cho nó nhỏ từng giọt, nó trong bây giờ cái lớp bông gòn nó thẩm thấu, nó lược những cái chất dơ lơ lửng cặn đồ chì, rồi những cái chất tạp chất đó, rồi nó lọc qua thêm một lớp cát, rồi nó lọc thêm một lớp bông nữa, là nó cho những cái giọt xăng rất là tinh khiết, nó trong đến từng cm luôn, là những cái tạp chất chì rồi cặn bã lơ lửng đó, nó nằm trong xăng dơ đó, nó sẽ lọc qua thẩm thấu qua những cái bông, nó sẽ bám vô những bông và nó sẽ nằm trong những cái tầng cát của mình đã ém vào đó.
rồi các bạn sẽ đổ ra một cái lọc xong rồi các bạn đổ ra ngoài chai rồi xong thì mình cứ sử dụng thôi chứ không có gì đấy, mình đã từng xài rồi. Mình cũng học ở trên mạng đó chứ, các bạn đừng nghe lời người ta là bỏ muối gì vô nữa, nó sẽ lâu ngày nó sẽ một cái giếp mình sẽ ăn thủng cái giếp mình vì cái chất muối nó mặn đó các bạn, đừng nghe lời người ta bỏ muối gì vô, tại ơi thôi tôi lại đi, tôi đã từng xài ngọn lửa. Ô, chết mẹ, ra xin lỗi, tại cái giếp mình lâu quá, ngọn lửa này không khói luôn, tại cái giếp mình lâu quá mình xài mình lười vệ sinh đó các bạn, đó. Nó bây ăn thui luôn, mình cũng hơi lười vệ sinh, chứ đúng ra người ta lấy bông á, bông ga gái tay đó nhúng vào sang cái tay vệ sinh trong này và trong cái buồng đốt mà, trong cái bình buồng đốt mà, và theo kẻ là mình vệ sinh sạch sẽ hết, mình lười, mình ít khi làm, có khi xài có tầm khoảng là có khi là 3 tháng mình mới vệ sinh lần, cái khi cũng lười, trong khi đó mình bật ra mình bật lửa liền nó cháy mà lắm, nhưng khi cái chai xăng nó động nhiều nó đóng nó bám vào cái thành chất mùi nè, bám vào trong ba cái mùi gọi là bụi đó, và khói á, là gọi là bụi mùi khói á, nó đóng vào đây nè, nó sẽ hãm cái dòng xăng quá nhiều, có nghĩa là nó táp ngọn lửa mình, trong khi mình bật qua mình không có vệ sinh được cái buồng này nè, nó là mình đưa ra gì nè, là mình lấy anh ta nhẹ cái hoặc là nãy mình đừng có dội bạc quá, để cho xăng nó ra hết thì mình hả bắt giếp, mình xài xăng xe máy đó các bạn, không có một vết khói luôn, bảo đảm các bạn làm đi, đó, bởi vì mình chỉ cho các bạn như thế thôi, còn nếu như các bạn nào mà cũng như là gọi là mình chưa có hiểu gì mấy á thì comment cho mình đi rồi mình sẽ làm từng chi tiết luôn, thực hành luôn, những dụng cụ gì mình sẽ đem ra mình cắt, mình dùi, mình lót như thế nào, mình đổ xăng như thế nào, nó nhiễu xuống như thế nào cho các bạn thấy, nên mình thấy cũng đơn giản thôi, mình chỉ nói qua sơ qua, chỉ là nói qua gì thôi chứ mình không có thực hành làm cho các bạn xem, thấy ví dụ các bạn tưởng tượng ra mình nói gì cũng quá gần vậy đó, còn nếu các bạn nào chưa hiểu thì comment cho mình rồi mình hứa sẽ tận tình luôn, cắt như thế nào, rồi dù như thế nào, rồi lót bông như thế nào, rồi dẫm cát như thế nào, rồi lót bằng tầng bông, rồi xăng như thế nào, rồi cho những từng giọt cho các bạn xem, rồi mình sẽ sử dụng như thế nào, nó thấy nó cũng rất là đơn giản đó các bạn, không gì khó đâu, mình từng xài tầm khoảng chừng 2 năm nay rồi, mình thấy cũng hay, nên chia sẻ lên cho các bạn đỡ phải tốn kinh phí nhiều, giá đáng thì nói chung là vài 50-30 ngàn nó cũng không có thành vấn đề với các bạn, nhưng mà mình làm gì cũng như là chính tay mình tạo ra một cái món gì để mình sử dụng nó thấy nó cảm thấy thú vị hơn, chứ thay vì bỏ mấy 10 nghìn thì nói chung thì nó cũng đâu gọi là số lớn đâu các bạn, nó số cũng rất nhỏ đâu gọi là lớn đâu, nhưng mà mình thích những cái gì sản phẩm nào mà tự tay mình làm ra mình sử dụng thấy nó thú vị hơn, thấy rất đẹp còn nữa, không khói luôn nha các bạn, không khói luôn đó. Thì mình chia sẻ cho các bạn vậy đó, thì bạn nào biết rồi thì cũng thông cảm bỏ qua, còn bạn nào chưa biết thì mình tự tay mình làm ra cái sản phẩm để mình sử dụng, chứ đừng có vào nặng nhẹ mình tội nghiệp mình. Xin cảm ơn, nếu mà bạn nào chưa có rõ được cái thành phần mình nêu ở phần trên đó, thì comment cho mình sẽ làm tận tay mình làm cho các bạn xem hình thức nó như thế nào, làm như thế nào, cắt như thế nào, ém bông thế nào, dẫm cái như thế nào, và xăng nó như thế nào, mình sử dụng như thế nào, mình sẽ hứa sẽ làm cho các bạn rất đơn giản thôi các bạn. Mình thích dọc thích sản phẩm mình như mình thiết kế, mình tự tạo ra, mình làm thấy nó vui, nó thú vị ha. Rồi xong nha các bạn, thì mình xin chốt lại đây, mình ngưng video, thì bạn nào hiểu thì làm đó, để mình cùng trải nghiệm với nhau, còn bạn nào chưa hiểu thì comment cho mình, rồi mình sẽ chỉ từ ly từ tí mình thực hành luôn, hết như thế nào, dẫm như thế nào đó. Bạn nào biết rồi cảm ơn và bỏ qua giùm mình, đừng nặng nhẹ mình, còn bạn nào chưa biết thì mình cứ làm theo nha các bạn, để mình trải nghiệm một sản phẩm riêng của mình. Rồi như đây mình xin tạm dừng. Rồi, xong rồi các bạn hút điếu thuốc với mình. Này cũng không có mấy năm hút Sài Gòn không các bạn ơi.